Chiều ngày 19 tháng 4, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phát đi thông báo cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan, viên chức và người lao động cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân. Trước tình trạng xuất hiện tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần nâng cao cảnh giác hơn nữa để phòng tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo. Bên cạnh đó, người dân cũng cần tăng cường trau dồi kiến thức về pháp luật, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội, lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, mới đây nhất, cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận phản ánh của bà T trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội về việc nhận được cuộc gọi điện thoại của người tự xưng là cán bộ của kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy. Người này thông báo với bà T may mắn nhận được phần quà trị giá 20 triệu đồng tiền mặt do đã tham gia bảo hiểm y tế lâu năm. Tuy nhiên, muốn nhận được phần quà trên, bà T phải trả một khoản chi phí trị giá 1,1 triệu đồng và sẽ được tặng thêm hai hộp sữa trị giá 900.000 đồng. Đối tượng nhấn mạnh, bà T chỉ cần thanh toán số tiền 1,1 triệu đồng cho người giao hàng khi bà nhận được hai hộp sữa trên và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác. Còn số tiền thưởng may mắn, đối tượng cho biết, giám đốc và kế toán của kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy sẽ đến tận nhà bà T để trao tặng. Nghi ngờ là lừa đảo, bà T đến trụ sở của kho bạc nhà nước quận Cầu Giấy và cơ quan bảo hiểm xã hội quận Cầu Giấy để xác minh và được biết thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Đây không phải lần đầu mà trước đó cũng xuất hiện một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại mạo danh cơ quan, công chức, viên chức bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương nhằm trục lợi, lừa đảo người dân có nhu cầu giải quyết công việc, tư vấn chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Đặc biệt liên quan đến việc tư vấn, giải quyết nhu cầu hưởng bảo hiểm xã hội một lần và các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Các nhóm hỗ trợ, thanh lý, cầm cố, mua bán sổ bảo hiểm xã hội, dịch vụ tư vấn, giải quyết các loại hồ sơ, giấy tờ mà yêu cầu người dân phải trả phí hoa hồng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát đi nhiều thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan, viên chức và người lao động cơ quan bảo hiểm xã hội để lừa đảo người dân. Đồng thời, đã gửi các văn bản đề nghị các cơ quan chức năng liên quan kịp thời ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và thông tin rộng rãi tới người dân, người lao động.